nè, lại đây. Nhất gái quê em quê cắn cho nhà, tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng. Đôi trai tài gái sắc kém chi nhau, anh nhất làng trong còn em nhất làng ngoài. Anh mừng bố ơi. Dân trong làng mong đám cưới rai rai, anh giết bò dê. Nhất trai làng anh thuộc hàng công tử, ba tiền cũng giữ chữ nghĩa cũng hay. Thương em để bụng bao ngày à, thương em để bụng bao ngày. Sao em còn hờn, hay là em đem giả vậy mà em còn lạnh nhạt thờ ơ, trong khi anh thật lòng yêu em tha thiết. Em ơi, cả làng trên xuống dưới ai mà không biết anh là công tử con nhà giàu nổi danh số 1, uy tín mà em. Phúc ơi, em nói thiệt hả em? Nghe em nói anh mừng quá trời luôn vậy đó. Anh cứ tưởng tượng như là trong mơ vậy đó em. Ôi, trai tài gái sắc đám cưới thành uyên ương. Nhất giang hồ anh công tử chịu chơi,
sao trăng mặt ta vẫn cứ rong chơi em nhất hành tinh. Vẫn nhất trần đời. Em quả đúng là con nhà quê cát, kim tốn nhân từ hiền hậu đảm đang. Em mà chẳng qua là anh muốn thử lòng dạ của em thôi, chứ đâu phải là anh muốn khoe khoang vật chất. Em à, ngày nay đã rõ lòng nhau, anh về mang lễ trầu cao quá liền. Thôi đẹp làm sao một cô gái hiền ngoan, sống trong sự giàu sang mà tâm hồn mình gì. Em à, chúng mình sẽ có một đám cưới thật vui bằng sự yêu thương và tấm lòng chân thật. Anh sẽ đưa em đi ứng cùng trong mặt trên khắp quê hương đất nước đẹp giàu. Đường qua lắc lẻo nhịp cầu trai tài gái sắc thật là xinh.